Ha. Chào mọi người, chào đúng mình là đây và hiện tại là mình đang trong tựa game King Legacy nhớ bạn. Rồi ở clip này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà bạn có thể tức tỉnh cái tộc của bạn lên V2 nhớ bạn, và tộc Minh thôi nhớ bạn. Tại mỗi tộc thì sẽ có một cái phương cách tức tỉnh khác nhau, nên hiện tại là mình đang tộc Minh đó bạn, đó bạn thấy nha. Thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn các bạn tộc Minh trước ha. Rồi thì đầu tiên á là các bạn phải tìm tới cái chỗ mà cái nhân vật cà rốt đây nữa bạn, lòng phải cà rốt mà là cái nhân vật thỏ đầu tiên ở đây ở giữa trung tâm nha các bạn. Và cái điều tiếp theo các bạn phải cần cho mình rất là nhiều cà rốt luôn nhé mày, rất là nhiều cà rốt luôn. Thôi cái cực của cái ấp tộc này á không có bằng cái không có bằng cái ATK nhớ mày, đó tâm kiếm V2, nhưng mà chỉ cực cái là cày cà rốt hơi nhiều nhớ mày. Đó cái chỗ thứ hai là các bạn thấy không, từ từ mua thuyền đi vô nhớ các bạn, từ mua thuyền đi vô là các bạn sẽ mua được ngay cái là sẽ là cái nhân vật NPC ngay ngôi nhà đó, sẽ là thứ hai nhớ các bạn. Rồi thứ ba là các bạn bay thẳng lên cho mình là chỗ Red Rosa đấy, và các bạn tìm cái bụi cho mình, cái bụi bên góc kìa đó, các bạn thấy chưa, đó NPC đây nè. Đây các bạn nói chuyện, đây là thứ ba nhớ các bạn. Thì cà rốt các bạn sẽ càng ngày càng càng như là nhân lên nhớ các bạn, tỷ lệ lát hồi cực kỳ nhiều luôn nhớ các bạn, lát hồi tốn nhiều lắm. Lúc đầu các bạn thấy ít vậy thôi nè, đó các bạn thấy ít vậy thôi, lát hồi cực kỳ nhiều luôn. Rồi thì sau khi mà các bạn xong nhật thứ ba đúng không, bây giờ các bạn sẽ tìm nhân vật thứ tư đấy. Thì cái khó của tộc Minh này á là đầu tiên á là các bạn tốn cho mình khá là nhiều cà rốt nhớ các bạn, đấy là các bạn phải farm cà rốt khá là nhiều đấy. Cái thứ hai á là đi từng đảo nói chuyện với tất cả NPC á bạn, tổng cộng như là 8 NPC hay 9 NPC gì á mình không nhớ nữa đó. Thì chỉ có điều cực một cái là đi vòng đảo thôi đó. Và cái đảo tiếp theo, cái đảo nhân vật NPC thứ tư á là sẽ tới đảo cát cho mình nhớ các bạn. Đây là đảo cát kế bên luôn, thì mình bỏ Mika rồi các bạn ơi, để mình ăn cái trái Venom mình review cho các bạn á, nên giờ ăn lại Phoenix bay hơi chậm nhớ các bạn, bay hơi cực tí đấy. Đây thì cái NPC trên người kém, nói chung là cứ các bạn cứ đi tìm NPC nói chuyện thôi nhớ bạn, nên cũng đỡ hơn là nâng tâm kiếm. Nâng tâm kiếm là các bạn phải cần như là mấy món đồ khá là mấy nguyên liệu khá là cực các bạn, thật sự luôn. Vừa đi xa nè, vừa tốn nguyên liệu. Bây giờ đây chủ nhật thứ tư nè, đó lên level 2 phải chưa, miếng của mình bắt đầu lên level 2 này, tiếp tục đi tìm nha. Rồi cái NPC thứ năm á là tới hòn đảo nóng và lạnh cho mình nhớ bạn, đó lửa lửa và băng ấy, tới hòn đảo này cho mình. Đấy, nguy hiểm bị xé gì nè, nguy hiểm bị xé đấy, các bạn bay tới đây cho mình. Nói chung là tộc Minh bắt buộc các bạn phải có tộc Minh nhé các bạn, tại vì tộc Minh trong tựa game này mình thấy cảm thấy lợi hơn nha các bạn. Tại vì sao? Tại vì tộc Minh các bạn hình như là có thể nâng cấp được cả Electro V2 nhé các bạn, bắt buộc mấy bạn phải có Minh V2 mới có Electro V2 được, chứ bình thường là không có đâu nha các bạn. Rồi hình như là cái nhân vật loại sơ thứ ba nằm ở đâu ở đây nữa mày, mình quên rồi ta. Không phải nhà này luôn, không phải nhà này luôn. Cái nhà nằm ở túc bên kia đúng không ta, đúng rồi bạn ơi, hình như là nhà túc bên kia, bên này nè. À đúng rồi bạn ơi, cái nhà đúng cái màu lạ nhất luôn, đúng cái màu riêng biệt. Nhưng mà đây là loại thứ năm đó, thì mình đang nói bạn vừa nói mà mình vừa bay vừa làm nên nó hơi bị quên tí bạn ơi, hơi bị quên tí. Rồi đó lên 128 rồi đó bạn. Nói chung là các bạn lát hồi mình sẽ chỉ cho các bạn cách mà các bạn farm cà rốt nhanh luôn. Chỉ cần nói chung là các bạn chỉ cần treo một đêm nhớ bạn là các bạn có thể kiếm được cỡ 4-5 nghìn cà rốt rồi. Đấy. Chứ các bạn mà không cày cà rốt thì không bao giờ đủ luôn nhớ bạn. Hình như là tổng tất cả mình nhớ không lầm là cỡ 8.000 mấy á bạn, 8.000 mấy cà rốt luôn, 8.100 hay 8.200 á cà rốt mấy bạn có thể tức tỉnh được lên V2. Hù ôi cày cà rốt cực kinh khủng luôn bạn ơi. Rồi cái đảo mà tiếp theo thứ sáu á, NPC thứ sáu các bạn nói chuyện á là cái đảo bánh nha các bạn, đảo bánh của Biết Mơm ấy, nơi mà bố Biết Mơm ra các bạn đánh để các bạn có thể lấy được cây full deep play ấy đó, là cái đảo bánh. Rồi các bạn bay tới cho mình. Vậy hiện tại là tại vì sao ta mất Mika như mình nói các bạn, nên bay hơi cực nha các bạn. Đấy thì nói chung là theo ý kiến mình nha, là tộc Minh này á chỉ có cực một cái là một là cà rốt nhiều đúng không, hai là các bạn phải bay từng đảo đi tìm NPC với bạn, các bạn nói chuyện thôi, hết rồi đó, có nhiêu đó thôi nhớ bạn. Đấy tộc Minh khá là dễ luôn, là chỉ có như là đi vòng hơi cực một cái như mình nói đó, bay nhiều từng đảo hơi xa nè, với lại farm cà rốt hơi nhiều thôi, chứ còn lại là mình thấy cũng không có khó lắm. Ổng như tâm kiếm tìm nguyên liệu cực quá các bạn ơi. Khi tới rồi thì các bạn bay thẳng vô đây cho mình. Đó, bạn thấy không? Các bạn bay thẳng vô đằng sau lưng cái chỗ mà boss bánh đó bạn. Đó, bạn thấy NPC không? Đấy, đây là boss có cái cây kiếm mà bánh đó bạn. Đấy, rồi. Thì các bạn nói chuyện tiếp cho mình. Đó, 256 nhớ bạn, bắt đầu nhiều rồi đúng không? Bắt đầu nhân lên rồi đó.
Thì tiếp theo là các bạn bay qua mình là Kaido nha các bạn. Sau khi mà các bạn nói chuyện đảo bánh xong thì tiếp tục là qua Kaido cho mình nha. Đây Kaido thì có một cái nhà nhỏ đây luôn nè các bạn vừa bay qua luôn là có ngôi nhà nhỏ ở đây. Đấy, rồi các bạn vừa nói chuyện tiếp luôn. Rồi bắt đầu lên 500 rồi nhớ bạn, 512 rồi nhớ bạn, đó bắt đầu tiếp rồi đó. Rồi tiếp theo luôn là tới trụ sở chính nhé, à, trụ sở lính chứ, cái chỗ mà Sengoku ở đó các bạn. Đấy các bạn bay thẳng qua Sengoku nha, bây giờ mình còn 7.000 rồi thấy chưa. Bắt đầu lát trừ nhiều lắm bạn ơi, trừ kinh khủng lắm. Rồi sau khi các bạn tới rồi á thì các bạn nhớ cho mình cái chỗ mà gần Fujitora nhé các bạn. Đó cái ông mà xài trọng lực á, Rabiti ấy. Con boss mà xài Rabiti đó thì sẽ có một cái NPC đây luôn. Rồi bắt đầu lên 1024 rồi đó thấy chưa. Đây đó ngay boss NPC thì sẽ có một con lộn boss Rabiti Fujitora đấy. Thì kế bên đó thì sẽ có dưới một cái gốc cây sẽ có NPC tiếp theo luôn. Đó. Rồi tiếp theo là các bạn bay qua mình cái đảo hải tặc luôn của Râu Đen luôn nha các bạn. Nói chung là như là đi giống như đi nguyên một vòng cái đảo á các bạn. Đó giống như là đi một vòng cái đảo luôn hay sao á. Đấy giống như là các bạn thấy đó là đảo bánh nè, xong tới Kaido nè, xong tới Senoku, xong tới đảo hải tặc này là đi nguyên một vòng luôn á các bạn. Đấy. Sau khi mà các bạn qua thì trên cái ngôi nhà nè các bạn thấy chưa? Đó trên ngôi nhà sẽ có một NPC tiếp theo. Đấy, NPC tiếp theo luôn. Rồi lên 2. Ôi 2048. Ấy da ấy da ấy da. Đó bắt đầu vậy chưa, bắt đầu thấy đau chưa, bắt đầu thấy bắt đầu thiếu nhiều rồi đúng không? Đó. Thấy thiếu hơi nhiều rồi đúng chưa? Hơi gọi là tốn rồi đó các bạn ơi. Rồi. Bây giờ cuối cùng hình như là các bạn sẽ qua Wano cho mình nha. Tại vì mình muốn hướng dẫn các bạn chi tiết mà nên các bạn phải kỹ cho mình. Đó, bây giờ mình qua Wano nhé các bạn, mình còn 3974 nè. Hình như là mình thiếu luôn rồi đó các bạn ơi. 8.001 lận mà lúc đầu mình có 8.000 mấy à. Đấy, giờ các bạn bay thẳng qua Wano cho mình. Vô cái chỗ nhà tù nhé các bạn và đó sẽ là nhân vật NPC mà các bạn trả cho đó cuối cùng nha. Đấy. Đây, để mình bay qua cho các bạn xem. Ôi. Hơi cực hay nhau các bạn, hơi cực cái là đi bay hơi xa thôi chứ không có khó lắm. Không có gọi là nhân phẩm mà phải cần rất nguyên liệu như là cái cây tam kiếm nha các bạn. Đỡ cực hơn tí. Với lại các bạn phải xài min các bạn mới có thể nâng cấp được Electro level 2 nên bắt buộc các bạn phải xài chứ các bạn. Đây, chỗ nhà tù nó phải chờ đó, đi thẳng vô mấy song sắt cho mình. Đấy, đi thẳng vô mấy song sắt thì sẽ có nhân vật này cuối cùng. Ôi 4096 mình biết ngay mà thiếu rồi các bạn ơi. Đó rồi mình nghĩ là mình sẽ đi farm. Rồi, thì hiện tại là mình đã farm đủ là 4096 cho các bạn thấy rồi cho các bạn. Đó, các bạn thấy nha. Đấy, mình đã farm đủ là 4096 rồi đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách farm luôn. Để các bạn có thể gọi là kiếm treo chứ còn trong một đêm các bạn có thể lên được 3-4 ngàn, có khi là 5-6 ngàn cà rốt liền luôn nha các bạn. Rồi đầu tiên á là các bạn bật cho mình autolit. Cái quan trọng là autolit nha các bạn. Đấy, các bạn chỉ cần có autolit và một cái vũ khí mà các bạn đánh không có bị văng á. Và một điều quan trọng nữa là các bạn phải ăn cho mình Logia nha các bạn. Đó, quan trọng nhất là Logia nha. Đấy, Logia nha các bạn. Đó, giống như là bên trái Hiê hay là Magu nè, Pika gì cũng được. Và các bạn kiếm cho mình một cái kiếm như mình nói hồi nãy đó, đánh không bị văng nha các bạn, đánh cái đòn cuối không bị văng á. Thì các bạn có thể xài tam kiếm là dễ nhất, đã đứng yên một chỗ các bạn ơi. Đó, thì cái này là mình không có ăn trái Logia nha các bạn nên mình bị quánh văng. Đấy, sau khi các bạn bật có đầy đủ những thứ đó xong thì các bạn chỉ cần bật autolit đứng nó treo cho mình là được nha các bạn. Là lên nhanh lắm, đỡ phải đi farm hết 4 con quái ở đảo đó nha các bạn chỉ cần treo tí là được. Hoặc các bạn đi xem phim cũng được luôn. Thế là vậy, rồi bây giờ mình full cuối cùng nha các bạn. Đây. Yeah. Rồi level 5 nha các bạn, hoàn thành đây nè. Rồi bây giờ là nhiệm vụ cuối cùng của các bạn nữa. Sau khi mà các bạn dùng hết tất cả cà rốt rồi đúng không, thì các bạn chỉ cần tới Red Rosa. Đấy, thì các bạn chỉ cần tới Red Rosa và các bạn nói chuyện với lại NPC ở dưới cái chỗ Doflamingo nè các bạn. Đó, dưới Doflamingo luôn. Các bạn thấy con nhà màu hồng này không, sẽ có một cánh cửa đi vô được mà admin giấu nha các bạn. Đây, admin sẽ giấu nè, bây giờ đó. Giấu. Rồi các bạn đi vô cho mình. Rồi nói chuyện với ông này là các bạn không cần tốn cà rốt nữa nha các bạn. Nói chuyện với ông này là các bạn sẽ hoàn thành và các bạn sẽ biến thành Min V2 liền luôn. Đây, bấm vô. Đó, vậy chưa? Đó, mình đã biến thành Min V2 nha các bạn. Bây giờ mình có cái đuôi rồi nè. Đấy. Rồi á, thì theo như các bạn thấy á, hồi nãy là Min V2 bút cái gì á thì các bạn cũng thấy rõ đúng không? Đầu tiên là mình lướt nhanh hơn nè, thấy chưa? Đó, mình lướt khá là nhanh luôn nha các bạn. Lướt khá là nhanh luôn. Đấy, mình lướt khá nhanh luôn. Và cái đuôi mình sẽ gọi là một có cái đuôi mèo dài ra nha các bạn. Đó, cái đuôi mèo dài ra. Đấy, đuôi mèo dài ra. Và như là mình sẽ được tăng cho đam cho thêm Electro nha các bạn. Đấy, đó, tăng đam cho Electro nè. Đi nhanh hơn nè và lướt nhanh hơn nha các bạn. Rồi, thôi mình nghĩ là kết thúc clip tại đây nha. Có gì clip sau là mình sẽ hướng dẫn các bạn nâng cấp lên Electro V2 nha. Cảm ơn các bạn nhiều qua giới thi. Bye bye.